Các bạn nha, đây nó cái bãi này nữa thôi. À, cái cuốc cái cây cây gì nhỉ? Cây dấp cá à? Dấp cá đấy. Bây giờ không cuốc đi không được. Ôi nhé, nó mọc tốt lắm. Thế ba em phải đào đi thật. Đào đi để chuẩn bị trồng ngô. Trồng ngô cho gà. Ngô nếp hay ngô tẻ? Nên này chị trồng hết cả cái bãi của nhà chị liệu này. Phát đi mà trồng. Mượn trồng luôn chị ạ. Xong là mua phân lân đi. Chả biết là nó có ấy không. May ra thì được, tội gì. Bỏ công trồng. Ngồi nhặt kỹ thế này. Ghê quá. Bác này bác cũng trồng cái cây dốc cá nó mọc ác quá. Xin về đây trồng giờ để ăn nó rồi chán không ăn đúng không. Ngày xưa mới đầu ăn thấy ngon. Ôi đằng sau một đây. Ôi ở trên mạng nó quay nó ăn cả cái rễ này chị này. Đúng rồi. Nó ngon lắm, nó kêu ngon lắm. Ăn mát á. Nhưng mà nhà tao chứa nhá. Đúng rồi đấy chị. Ôi run này. Nhặt xuống cho gà. Ôi dồi ôi, một năm, một thời, hai năm một Trung Quốc thì nó lên nhiều lắm thế ạ. Đúng rồi. Thế là mọc nước chị cuốc cái gì kia. Ê không à, chị lấy dao chị phát hết đi cỏ kia xong bắt đầu trồng cả bên kia bên bó. Cái cây ấy cái luôn bên này. Cây gì nhỉ? Cái cây kia chị tỉa mẹ vội cành đi để vé xuống xe kia. Nó đỡ cứng. Đây là cái cây chó mẹ. Xong là hái về xong ngâm mà. Ngâm vào cái nước cải với nước bò gạo. Ôi chứ sao lắm nhỉ. Thế á? Mẹ em mình lười. Lười lúc không? Nó ra ta hái. Thế á? Xong bắt đầu mình dẫn vào cái xây thùng nước đấy. Tại cái cây đấy người ta làm phân xanh làm gì nữa. Đấy đúng rồi đấy. Ừ, ngày xưa đi hái cây đấy phân xanh cho ruộng, ấn cho ruộng ấy. Ấn ruộng. Ừ. Nhưng mà mình vài cái rau ấy. Đúng rồi. Xong mình ấy vậy đấy. Kinh nhỉ, ở này bà chịu khó thế, nhặt kỹ, chỉ nhặt kỹ những cái đấy. Còn nó lại lên tiếp đấy. Dạ? Bán được nhiều không? Bán cái gì được nhiều? Bán cái video ấy. Em có bán đâu. Em quay là em tự làm chứ. Dạ? Em tự làm. Tưởng gì bán? Không. Với em này cũng còn nước ngoài. Em bảo là nó quay kiểu gần như là kiểu gần như kiểu cởi quần áo làm. Đây là cuốc cái cây dấp cá nhé, trồng nó mọc nhiều quá rồi, nó lan ra nhiều quá rồi, cuốc cái đi này các bạn ơi. Nó cũng thành dây ra nhỉ, cũng dễ nhặt thôi mà. Nhưng mà nếu mà mình không nhặt đi, có nhớ bên kia lắm. Thế á? Mưa xuống nó lên áp lắm. Mưa xuống là nó lên ác nhỉ. Rồi sau nó mắt nó lên. Ờ. Mấy con gà nhìn đẹp nhỉ. Nó đẻ trứng đều không chị? Đều. Ôi được con giun ngon quá. Con kia được con giun ngon quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên ghê lắm. Thế á? Cuốc này nó chưa hết đâu. Nó đứt lại cái hai mắt này. Sót một tí nó cũng lê đác đúng không? Phải nhặt kỹ đúng không? Ừ. Khác gì cỏ danh đâu nhỉ? Đúng rồi đấy, như cỏ danh ấy. Ừ. Cái cây gì nhỉ? Cái cây húng chó chả thấy mọc cây lên nhỉ? Cái cây húng chó rất là khó lên. Khó trồng lắm. Khó trồng. Em trồng bao nhiêu lần cũng được đâu. Trồng rất khó. Ăn ngon. Ừ, ngon nhỉ? Em có với lại mấy tỏi đây mà. Thế á, lại cho tỏi nữa. Ừ. Em chưa giờ cho tỏi. Cho 1 2 miếng tỏi ở hành nhỏ. Thì cho hành này có ấy, tỏi không cho. Hành tây thôi. Làm hành tây có mẹ hành ấy thì thôi. Anh củ mình, củ ấy cái hành ta ấy, hành tía, hành đỏ ấy, tía ấy. Hành chó, hành tây, làm hành chó này, hành tây là 2 này, rau mùi là 3 này, cà rốt là 4 này. Ồ, oh, cái con kia lên được, lên được, à, lên được, cái con trắng này nó lại được, con giun. Này. Ừ. Làm nếu lâu. Nhưng mà thịt nó không đáng bao nhiêu đâu chứ đâu. Đúng rồi. Cho nhiều thịt quá cũng không ngon. Thịt nó chỉ khoảng 2-3 3 gì ấy. Quốc kề ơi. Để ấy. Quốc kề ơi. Trang ngô. Trang ngô được ấy, làm hết cái vườn nhà bà liệu này. Ừ đấy, bởi Trang có trẻ ấy nhỉ. Làm nên làm cả cái vườn nhà bà liệu này mới bỏ. Không có cha ở nhà bà liệu đâu. Đây, cho hết từ cái chỗ này đỡ cớm cái này. Cớm, đấy. Cứ phải rào gà cho nó ở đằng kia. Rào cho khoan vào một chỗ, chỗ có cái chuối kìa. Vườn này cho ngô trở đẹp và tốt à. Ờ, ngô ngô. Ối ngô. Ngô ngô vàng ấy nhỉ. Ừ, sao ngô tỉa ấy. Ừ. Nó có gà đẹp thì mà làm gì. Cái gà mái thích nhỉ. À, hôm nay có những nước ngục lòng chưa cuối sáng nữa. Mua chít ở đâu về trở về thì bốc nhiều chứ. Ôi, ít đi đi, bảo đi bốc mười mấy tấn lên nó ẩm lắm, trở bốc đi tận Tân Uyên. Tân Uyên à? À, thế mười mấy tấn thôi mà có phải mua ít đâu. Mua nhiều nhưng mà lên nó ẩm, không mua đi em bốc có hơn tấn về, hai chị em chỉ đỡ một tấn thôi. Đấy, ở cái làng đấy là nhiều. Cái này là lâu mà tận là... Đéo phỉ ở xa cách đây bao nhiêu trăm cây số về, từ đây mới được về nhưng mà nó phơi năm nay năm ngoái nó phơi đẹp thế năm nay nó ẩm và đem không bốc thả không làm vừa đắt để vừa ấy để làm lại. Gãy nó ẩm xong còn để lâu nó mủn nè vì năm nay nó mưa nhiều năm nay nó mưa nhiều nó không phơi được nó không có thì thôi chẳng làm nó làm có lãi đâu mà mua cho nó chết khổ kia mua không đắt đi kìa thế à nó vất vả chả thiết làm thật. Con nhờ anh cái gì kia về chưa chắc về rồi. Con ăn chuối. Chuối kìa. Chị đây lấy quả chị. Ôi nhìn cái chuối muốn ăn nhưng mà không biết nghĩa con đói. Quên chẳng để ý. Chuối này vẫn còn chưa chín. Chuối của chị đây. Nó chín mua về nó chín nải. Em mà ngoại này nó thích ăn chuối lắm. Thế à? Thế không biết. Là, bác không biết thì bác cho. Nhà em có mấy nải chín rồi, hôm nay nhà bà ngoại chín trước quả to. Nhà bà có 3 nải đứa thắp hương, bà cho mỗi lươn nải. Mà này nó ăn được, ăn chuối. Yeah. Chuối ngon mà. Chắc là nhìn thấy chuối không dám lấy. Nói là vẫn đó. Ồ ôi. Thế mà không dám xong mà lấy đâu. Trắng nhờ, trắng từ gót chân trắng đi à. Không dám xong mà lấy. Có thằng con trai. Qua mấy ông ấy đến ông ấy sửa cái càng xe, cái càng xe cứng như thế mà nó bốc đầu gãy. Thế là ông nói chuyện. Ba thằng đi học bốc đầu gãy càng xe
dắt suốt từ dưới làng cù lên đến đây. Để rứt cả chân là ông bị thục không. Như thường lệ nha, các bạn vào xem nhớ ủng hộ cho mình cái đăng ký kênh, chia sẻ cho mình làm cái video. Bác này bác đi cuốc cây cốc cá, vừa nó mọc nhiều quá, cuốc đi nha. Đầu đi. Chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn video sau.